Hi, xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các anh em bạn bè và người thân của Vũ nha. Xin thông báo với tất cả mọi người là mình đã về được Sài Gòn rồi các bạn ạ. Trong hơn 3 tháng vừa qua mình kẹt ở tỉnh, nhưng mà đầu tháng 10, tức là ngày 1 tây tháng 10 á, thành phố Hồ Chí Minh mình mới bắt đầu ra được những cái chỉ thị và những công văn mới về cái vấn đề giãn cách xã hội á, thì đỡ giãn cách hơn và nới rộng hơn cho cái việc mà người dân đi lại để làm việc và sinh hoạt đó, thì mình về được Sài Gòn các bạn. Thì thủ tục để mà chúng ta đi từ tỉnh về Sài Gòn, bốn tỉnh lân cận á, mình ở trong cái mùa dịch á, thì mình ở Tây Ninh, thì về Sài Gòn á, thì trong ngày 4 tháng 10 á, trong ngày 1 tháng 10 á các bạn, thì còn có những cái thủ tục giấy tờ, ví dụ như là các bạn phải có giấy xét nghiệm test Covid trong vòng 72 giờ nè, rồi những cái giấy tờ liên quan để chứng minh rằng là các bạn sẽ công tác hoặc là làm việc hoặc là sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì các bạn mới được quay trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chỉ vài ngày sau thôi, là ngày 3 hay ngày 4 tháng 10 gì đó, thì thành phố Hồ Chí Minh và bốn tỉnh lân cận đã có được những cái công văn và những cái quy định là công dân giữa thành phố Hồ Chí Minh và bốn tỉnh giáp ranh thành phố Hồ Chí Minh á, sẽ được đi lại một cách nó thoải mái hơn. Tuy nhiên vẫn phải tuân thủ những cái tiêu chuẩn, những cái quy định về việc cách ly phòng chống Covid ha. Thì mình về Sài Gòn vào ngày 1 tháng 10 luôn, vào ngày cuối cùng của tháng 9 á, thì mình bắt đầu mình đi xét nghiệm Covid. Rồi sáng hôm sau á, mình trở vào Sài Gòn thì không có gặp nhiều cái khó khăn, để chạy một mạch về nhà thôi. Thì về Sài Gòn được một ngày hai ngày á, thì mình đi chích ngừa mũi một, chích để tiêm phòng Covid đó các bạn. Mình đi chích mũi một, tại vì ở trên Tây Ninh á, mình thấy là cái vấn đề mà triển khai chích thì nó cũng không thể đồng loạt được, tại vì cái lượng vaccine thì nó hạn chế, còn mình là thanh niên mà sức khỏe còn tốt, cho nên là sẽ không có được ưu tiên lắm so với những cái đối tượng khác, gọi là cái khả năng nó cần cái thuốc này nhiều hơn, ví dụ như là những người lớn tuổi và những người công nhân viên chức khối nhà nước này, và những cái khối doanh nghiệp hoặc là những cái vùng có nguy cơ cao thì ưu tiên hơn. Mình là thanh niên trẻ khỏe ha, thì không có được ưu tiên để mà chích ngay. Thì ở trên Tây Ninh á, mình đăng ký cũng 3 tháng á, 2 tháng mấy, 3 tháng á, thì cũng chưa được chích. Tuy nhiên do nhu cầu của công việc và cái việc mà đi lại cũng như là sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh với một số nơi liên quan á, thì mình phải bắt buộc mình phải về Sài Gòn thôi. Thì về được một ngày hai ngày á, thì mình có cơ hội là mình chích ngừa mũi một rồi, thì có khoảng 6 tuần đến 8 tuần nữa mình sẽ chích ngừa mũi 2 AstraZeneca các bạn, thì mình sẽ chích ngừa mũi 2. Hy vọng rằng là có khoảng 6 tuần nữa mình chích được ngừa được mũi 2 rồi á, mình có thể đi lại làm việc một cách nó thuận tiện hơn và nó cơ động hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là hy vọng rằng là tất cả mọi người mình á, cũng sẽ nâng cao cái ý thức trong cái việc mà phòng chống dịch ha, càng ngày càng giảm dần cái vấn đề mà dịch bệnh Covid này ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước Việt Nam mình nói chung các bạn nha, để khôi phục nền kinh tế nữa, làm cho cuộc sống của mọi người để trở lại một cách nó bình thường nhất nha. Đó là một số cái chia sẻ cá nhân về cái vấn đề đi lại cũng như là làm việc của mình trong cái thời gian qua, của thời gian Covid cách ly ở dưới tỉnh đó các bạn. Và hôm nay là ngày 7 tháng 10 2021, có một sự kiện rất là đặc biệt đối với những bạn nào mà có cùng sở thích giống như mình, đó là đam mê thể thao và là bóng đá đó các bạn. Thì tối hôm nay vào cái khung giờ là 0 giờ Việt Nam mình, là 22 giờ mấy của giờ Dubai đó, thì đội tuyển quốc gia Việt Nam mình sẽ đá với đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Thì sân vận động được tính là sân nhà của đội tuyển quốc gia Trung Quốc các bạn. Điểm qua một cái số thông tin mình có đọc trên một số mặt báo nè, thì hiện trạng ở thứ hạng trong cái bảng này, Việt Nam chúng ta đang trên Trung Quốc một bậc, lý do là cái số bàn thua của chúng ta là ít hơn đội tuyển Trung Quốc, cho nên là chúng ta tạm thời đứng trên. Về lực lượng á, thì Việt Nam mình á, thiếu thủ môn Văn Lâm này, rồi hậu vệ cánh là Trọng Hoàng này và Văn Hậu. Thì như các bạn đã biết á, Văn Lâm hay là Trọng Hoàng là Văn Hậu đều là những cầu thủ rất là quan trọng của chúng ta trong những cái
cái loạt trận ở trong quá khứ mà chúng ta đã biết rồi. Thì Văn Lâm là một thủ môn rất là tài năng đúng không? Cái gốc của anh là mang ngay dòng máu Việt Nga nè, thì khả năng bắt bóng của Văn Lâm cũng rất là tốt. Thì hiện tại chúng ta nếu mà nói về đội hình, về vị trí thủ môn chất lượng á, thì có thể kể ra hai cái tên, ví dụ như là Văn Lâm và thủ thành là Tấn Trường, quê gốc Đồng Tháp của mình á, thì thủ thành Tấn Trường á. Thì trường hợp mà Văn Lâm bị chấn thương không thể tập hợp lại cái lần này á, thì quả là một cái thiệt thòi cho cái hàng thủ môn của đội mình ha. Trường hợp ví dụ như là Tấn Trường bị trọng thương hay có vấn đề gì đó, thì những thủ môn trẻ thay thế á, thì những cái kinh nghiệm quốc tế như thế này còn hạn chế, cho nên cũng là một điều đáng để lo lắng đối với cái vị trí thủ môn của đội tuyển quốc gia mình. Vị trí thứ hai là cái tiền vệ Trọng Hoàng. Tiền vệ, anh chơi tiền vệ cũng được hoặc là hậu vệ cánh cũng được nữa. Thì Trọng Hoàng như các bạn đã thấy rồi á, là cũng khá lớn tuổi, tuy nhiên cái sự nhiệt huyết, cái độ gọi là cái độ dày dặn trận mạc nào quốc tế nè, và cái khả năng chuyên môn thì khỏi phải nói rồi, rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là cũng không thể quay trở lại đội tuyển Việt Nam trong cái lượt trận này được các bạn ạ, rất là đáng tiếc. Thì Văn Thanh sẽ thay thế, cho nên là chúng ta sẽ hy vọng vào cái hậu vệ cánh phải cũng như là tiền vệ vị trí mà lắp vào vị trí của Trọng Hoàng, đó là Văn Thanh sẽ thể hiện tốt cái vai trò này. Và một cái vị trí đáng tiếc đó là Minh Vương các bạn. Minh Vương cũng gặp chấn thương trong những buổi tập của đội tuyển Việt Nam và không thể góp mặt trong cái trận đấu ngày hôm nay. Thì các bạn thấy là Minh Vương thường xuất hiện ở những phút gọi là hai hoặc là những vị trí là dự bị đó. Tuy nhiên là sau khi Minh Vương vào sân vào những cái lượt trận trước, các bạn thấy là cái tính đột biến của đội tuyển Việt Nam á, nó sẽ nâng lên một vài điểm ha. Và điển hình như là mình nhớ trong cái lượt trận cuối cùng của cái vòng sơ loại, ở vòng sơ loại trước á, thì Minh Vương vào sân đá với đội tuyển Ả Rập Saudi à, đội tuyển Ả Rập Saudi gì á, đúng không? Thì truyền một cái quả bóng rất là hay để cho tiền đạo là số 22 của mình, là cầu thủ Tiến Linh, đúng không? Cầu thủ số 22 Tiến Linh ghi bàn. Rồi Minh Vương cũng tham gia vào một cái số pha bóng tấn công rất là nguy hiểm để chúng ta suýt gỡ hòa được 3-3 luôn á. Thì Minh Vương là một trong những tiền vệ sáng tạo, mình đánh giá khá cao ở đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên thì với sự trở lại của Công Phượng á, thì một phần nào đó bù đắp lại sự mất mát bởi ba cái vị trí nói trên. Tuy nhiên là không biết là sự kỳ vọng của chúng ta đối với Công Phượng có làm cho Công Phượng áp lực hay không. Mình cũng hy vọng là Công Phượng sẽ thể hiện được những cái tố chất, những cái kỹ năng chơi bóng của mình trong cái trong quá khứ mà mọi người đã từng thấy. Hy vọng là như vậy. Rồi điểm qua cái lực lượng của đội hình Trung Quốc á, thì cũng có một số cái vị trí để gọi là bỏ ngỏ cái khả năng ra sân á. Nhưng các bạn đã biết rồi, Trung Quốc á, là về năng lực á, thì có thể đánh giá là ngang hoặc là bằng chúng ta. Nhưng mà nói về thủ đoạn á, về tâm lý chiến á, thì Trung Quốc là có thừa ha. Trung Quốc là các bạn thấy là trên thương trường quốc tế nè, về chính trị cũng như là kinh tế hoặc là quân sự, những cái vấn đề khác á, thì Trung Quốc là nằm trong top 1, top 2 của thế giới rồi. Cho nên là cái vấn đề tâm lý chiến á, Trung Quốc rất là giỏi. Cho nên là đưa ra những cái thông số hoặc là những cái thông tin ở trên truyền thông báo chí á, thì chúng ta nên tin một vài phần, chúng ta nên nghi ngờ những cái vấn đề mà Trung Quốc công bố. Thì 6 cầu thủ mà Trung Quốc còn ấp úp mở cái chuyện ra sân á, thì chúng ta cũng không biết được ha, chưa tới giờ phút chót thì chúng ta không biết được. Ngoài ra thì Trung Quốc còn có một số cầu thủ nhập tịch đáng chú ý các bạn, như là Aloisio là Arkansas, hoặc là cái cầu thủ là Wu Lei đang chơi giải Tây Ban Nha các bạn, giải La Liga. Cầu thủ Wu Lei, cầu thủ này cũng chơi rất là hay. Nói về chất lượng đội hình á, thì so về chất lượng đội hình á, thì rõ ràng Trung Quốc nhỉnh hơn chúng ta, nhỉnh hơn chúng ta. Thì Trung Quốc được đánh giá cao hơn chúng ta mà ha, hy vọng rằng là chúng ta sẽ thể hiện tốt trước Trung Quốc. Nói về cái dự đoán về cái thế trận á, thì như các bạn đã biết rồi, trong những cái ngày vừa qua thì các bạn đã biết những cái sự kiện về kinh tế của các tập đoàn Trung Quốc đang có vấn đề. Thì trong những cái tập đoàn đó thì có khá nhiều những cái tập đoàn làm bóng đá, và
Khi mà họ làm bóng đá, họ gặp những cái sự cố, những cái vấn đề trong về kinh tế thì cái vấn đề về tài chính để rót vào bóng đá nó sẽ bị hạn chế lại, và những cái vụ mà liên quan đến bóng đá ở Trung Quốc đó được xây từ trên cao, không xây từ nền tảng đó, thì báo chí trên thế giới cũng như là Việt Nam đã đánh giá ra thông qua rất là nhiều video rồi, chúng ta có thể thấy được cái điều đó. Thì một phần nào đó cũng mang một cái tâm lý áp lực đè nặng lên các cầu thủ Trung Quốc, tức là đầu tư nhiều nhưng mà thành tích lại nhỏ, cho nên là các cầu thủ Trung Quốc cũng rất là bị áp lực. Trở lại đội tuyển Việt Nam của mình á, vào cái vòng đấu loại này á, thì quả là một điều rất là thành công của chúng ta rồi. Với lại á, trong hai cái lượt trận trước mặc dù chúng ta thua nhưng mà cái sự tương tác và cái sự vận hành của đội tuyển Việt Nam cũng như là cái sự thể hiện, cái sự quyết tâm, cái trình độ chuyên môn của chúng ta đó thì cũng đáng để được trân trọng, và quốc tế cũng ghi nhận Việt Nam rất là cố gắng và cũng khá là tiến bộ ha. Thì chúng ta trong cái lượt trận này á, thì đội tuyển Việt Nam á, được đánh giá là tâm lý sẽ thoải mái hơn và dễ đá hơn, còn Trung Quốc á, sẽ bị áp lực nặng hơn và sẽ khó đá hơn. Thì dự đoán về tỷ số á, thì trên các mặt báo á, và các nhà cái ở trên thế giới á, đều nhận định Việt Nam á, thì dưới kèo tí xíu ha, về Việt Nam sẽ dưới kèo tí xíu. Tuy nhiên á, mình cũng hy vọng á, là đội tuyển Việt Nam mình á, sẽ có một cái thành tích tốt ha, ít nhất là một trận hòa, còn không thì chúng ta sẽ thắng. Và một số mặt báo ở Việt Nam á, thì yêu Việt Nam mình hơn, cũng dự đoán là tỷ số là 2-1 nghiêng về Việt Nam, đại đa số là như vậy. Mình hy vọng rằng tỷ số đó thành hiện thực hoặc là 2-0 đi chẳng hạn, nó đẹp hơn. Cái video ngày hôm nay á, mình chia sẻ một chút xíu về cái việc cá nhân trong cái thời kỳ Covid này. Cái việc thứ hai á, đó là tối hôm nay sẽ có một trận đấu rất là hay của đội tuyển Việt Nam mình trước đội tuyển Trung Quốc. Thì hy vọng rằng trong ngày mai á, mình sẽ có được nhiều niềm vui để chia sẻ với các bạn nhiều hơn về trận đấu của tối hôm nay nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau trên kênh YouTube của Vũ nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và hãy tập trung vào trận đấu tối ngày hôm nay cùng hết mình cho đội tuyển Việt Nam nha. Bye bye.